và các bạn đang theo dõi kênh của anh nha. Hôm nay thì cũng như mọi nhà, anh đi mua hải sản cái gì thì anh quay cho mọi người xem ở đó và cập nhật giá cả luôn. Thì những cô bác anh chị nào hôm nay đặt hàng của anh á thì xem clip hôm nay coi anh đi mua cho mọi người cái giá sao, có mắc hay không, trong đó ăn lại được nhiều chóng nha. Anh đi mua thì lấy tiền công. Anh kiểu cách làm ăn của anh thì khác người ta lắm. Ta thì ta mua ta ăn lại, còn anh thì anh mua lấy tiền công đi. Vì gì các mặt hàng của cô chú anh chị kêu anh mua toàn là về ăn không à. Nếu mình ăn lợi giống thì nó không có được đồ ngon. Bảo đảm ăn bảo đảm không có khi nào được đồ ngon hết. Không khi nào được loại 1. Nếu mà ăn lợi thì người ta sẽ mua loại 2, ta tính giá loại 1 là mới có lợi. Đi mua thì anh mua loại 1 cho mọi người. Anh review lên sẵn cho mọi người xem đó, cho nó dễ. Rồi thôi từ hôm nay thì anh không có nhận các mặt hàng oxy nha mọi người. Trừ khi mối nào quen biết với anh và dễ một chút thì anh cũng cố gắng mua. Hàng oxy thì hôm qua anh mua đóng cho hai vị khách đó, nó về nó bị chết. Rồi các loại sò ốc gì nữa, chắc anh cũng hạn chế mua sò ốc lại nha. Vì có một số loại sò ốc nó yếu, mua về tới nhà nó bị chết. Rồi nói chung anh bị khiển trách, cũng hơi bị mất uy tín. Thôi anh giờ anh cũng hạn chế mua sò ốc. Sò ốc nó cũng đang rẻ mọi người. Có đi chợ Bình Điền thì mình nên ăn sò ốc lúc này thì cho nó ngon. Nó rẻ nè. Cái gì cũng rẻ, món nào cũng rẻ cho nên. Rồi thì nói chung giờ anh cũng hạn chế ốc, sò ốc này. Rồi thôi, hôm nay thì anh dẫn mọi người đi chợ nha. Giờ thôi, mình bắt đầu vào clip. Chợ hôm nay anh thấy có con cá sát lại nè mọi người. Nhưng mà nó nhỏ nha. Nhỏ chứ không có lớn đâu. Nhỏ à. Nhỏ đó. Nhiều. Nhỏ hả? Nhỏ 85 nè. Lớn nhiều. Lớn 101, lớn nữa 135. Trời đất ơi. Vậy đủ thứ giá rồi vậy thôi trả. Trăm mốt rồi hả? Rồi trăm mốt. Rồi được rồi, hỏi giá đây rồi, nay chưa mua, mai mới mua. Bỏ nó có đều lại chưa? Không biết nào, mới có hai ngày lại rồi. Trời ơi, quảng cáo mai không có cái mệt nữa mọi người ơi. Rồi có cá sát lại nha mọi người. Giờ anh dẫn mọi người đi mua cá lóc bông với anh nha. Hôm nay chợ có phai nhiều nha. Nhiều nhưng mà giá chưa có rẻ nổi nữa. Nay có đi mua cá phai nữa. Cái hồi lại mấy chỗ quen quen người ta cho mình hốc dễ dễ cho mình là mình mua coi. Chứ mấy chỗ là lạ, mấy ký người ta không bán nữa, nay mua có 3 ký rồi. Người ta không cho mình là dạt đâu. Nhà lồng mép thì chỉ có một cái dựa này anh thấy là chuyên bán cái lóc bông. Bán rồi ta làm cho mình luôn nha mọi người. Ta lạng ra luôn á. Cái lần anh có quay clip lên cho mọi người xem á. Nhà lồng mép chỉ có một chỗ này thôi nha. Nhà lồng D thì nó cũng có nhưng mà cũng một hai chỗ rồi. Mà nhà lồng D thì mình mua cá nguyên con rồi mình đem lại cái chỗ làm mướn người ta làm. Còn ở đây thì người ta có dịch vụ luôn. Khi mọi người lại mua thì người ta sẽ tính tiền làm vô trong đó luôn. Người ta hỏi mình làm hay là không. Rồi kẹt xe luôn rồi. Giờ này là lúc ăn đi là lúc 1 giờ nè. 1 giờ là các mặt hàng Cà Mau nó đang vô mực đồ mọi người. Cà Mau với Phú Quốc là giờ này mới lên tới. Nếu mọi người đi sớm á, mua mực cũng có. Nhiều khi gạch giá nó cũng có mực đẹp nữa. Nhưng mà chất lượng này nó không bằng Phú Quốc rồi. Nhưng mà giá nó có thể ngang ngửa đó. Nó thì làm được canh chua với kho hành nha mọi người. Nó chỉ kho hành nha, kho hành là ngon nhất nha. Bởi vì hành nó mình cháy đồ mình làm đó. Mình cháy cho hành nó vàng lên đó. Hành lá nha mọi người, hành gốc đó, mình lấy gốc hành đó, mình làm mới ngon. Ăn thì nhà ăn là vậy mới vậy nha. Còn mọi người có cách khác thì bỏ qua cho ăn cái này. Thì cái đó là nhà ăn là thì ăn làm vậy thôi, chỉ cho mọi người. Rồi cháy hành lên cho nó thơm rồi bỏ cá vô xào săn. Rồi ha, tới phần nêm nếm. Đó là kho hành. Thì sau đó là cuối cùng mình cũng là cắt hành bỏ vô luôn.
nó thơm, cái mùi hành nó sẽ áp lại đi cái mùi tanh của cá, nhưng mà ăn nóng là ngon nha. Buổi sáng để buổi chiều chắc ăn nhiều khi nó sẽ có mùi á. Cá lóc bông này với nấu cháo chứ, lóc bông này nấu cháo là ghiền luôn. Nhưng mà chủ yếu là phải có hành ngò nó mới thơm. Rồi thôi, giới thiệu sơ sơ cá lóc bông. Rồi xong phần con cá lóc bông, giờ anh dẫn mọi người đi mua tôm sú nha. Hôm nay tôm sú nó lên giá bất thường lắm mọi người ơi. Hôm nay có 4 ký tôm sú rồi. Đang muốn đi kêu em tôm sú à, nghe dẫn mọi người đi nha. Tôm sú, hôm nay em mua có 2 ký à, anh có trả giá cô này. Hôm nay em mua được 4 ký à, anh trả giá à. 4 ký là gọi là mua sỉ à. Đối với con tôm này nè. Tôm 18 20 con có không cô? Mười tám hai chục con nay giá nhiêu hả? Nay giá nhiêu hả? 280 hai rưỡi thôi, có được gần đồ bữa nay mắc nữa rồi. Dạ, mắc hơn hôm qua luôn nè, 17 con bữa nay bận hôm qua đấy. Thôi thì con lấy 18-20 con cũng được. Ờ, nhưng mà giá bớt con đi để cho tương bằng qua cũng mắc hơn con này mắc. Thôi bán hay nó bị lên. Tôm ngọp này nhiêu hả? Tôm ngọp này nè, tôm ngọp 190 hả, rẻ vậy. Tôm ngọp mọi người ơi 18-20 con có lớn hơn luôn, có hai mấy con hả? Vậy là lộ ngoài quảng cáo mày rồi. Rồi rồi giờ bao nhiêu, 27 hả? Rồi giờ 26 đi, nay lấy 4 ký lận. Rồi. Con cũng trả giá tới cho bạn hàng. Con cũng trả giá tới cho khách hàng, con rẻ một chút. Thôi 26 thôi. Nó mấy? Bán lại đây trả lại chị Lon. Phải không? Vậy rồi. Để lấy 4 ký. Để nó hết giá. Lượm con Lon đừng có ốp nha, đừng có bị ốp nha. Nè mấy con sao thấy nó mềm quá vậy? Nó bị ốp không? Đừng có ốp là được rồi. Ừ. Đừng ốp con nha. Ờ khách hàng con nó khách hàng rồi, khách... ngon rồi, nó mới mua mình hoài. Ờ. Phải không? Ốp cái là rồi, ốp cái là rồi mai nghỉ ăn. Đúng rồi. Khách hàng con ta. Có lắm. Cũng có người dễ nha, con nói hết à. Cũng có người có, người dễ à. Cái chuyện đi mua hàng á, ăn thì ăn được, giải quyết được nha mọi người, còn cái chuyện ship đồ nhiều khi nó đi nó trục chặt cái gì đó rồi nhiều khi nó tới trễ nha, nhiều khi sáng đi trễ nữa. Bởi vì ăn đi mua có nhiều khách hàng quá, ăn đặt tới cả chục món nè, nhiều khi đi mua trời ơi 7-8 món rồi 8-9 rồi tới 9 món đi. Mọi người đơn giản không, hôm bữa ăn dẫn mọi người đi vòng vòng cái chợ rồi đó. Nếu muốn mua một chục món rồi mọi người đi thử ghé bao nhiêu chỗ rồi đi bao nhiêu vòng. Bởi vì nhiều khi ăn đi mua đồ cũng trễ nên ship nó đi trễ một chút. Dạ. Rồi ăn mua thì nói chung mấy cái này thì nó có bị ốp. Con tôm sú này thường bị ốp nha mọi người. Đi mua đừng có ham giá rẻ nha. Đi mua mình nói chung mình lựa những cái chỗ mà uy tín cho mình đi. Ăn mua ăn chỗ này thì anh sẽ lấy làm mối luôn. Làm mối thì người ta không có làm bậy bạ với mình. Ừ, ok đâu ra đó đàng hoàng, giá cả thành vấn đề. Ăn mua khách hàng của ăn toàn là ăn không à, nên này giá cả thì ăn không có kèo này chi. Ví dụ như kèo này người ta lựa hoặc là người ta xúc xô nó rẻ hơn 10.000 đi, mà về ăn bỏ 2-3 con thấy nó ra luôn rồi. Thà này 10 đủ 10. Mọi người nào mấy ví dụ như ăn mua hàng cho mọi người đó, nếu mà về ăn có gì cứ cho ăn hay liền nha, đặng lần sau ăn không có mua cái chỗ đó nữa. Chứ nhiều khi không có phản hồi với ăn á thì ăn đâu biết đâu, thì cứ chỗ đó vậy ăn cứ mua hoài vậy đó, chỗ nào làm được ăn mua hoài chỗ đó. Nếu mà mọi người thấy cảm thấy không có hài lòng về chất lượng á thì cứ nói cho ăn hay nha. Đây con tôm sú nha mọi người, không lẽ mai mốt ăn đi mua ăn live stream luôn chứ. Tôm sú này dễ chết lắm, mới mua sống nó về, mới về tới luôn nè, mới về ăn phải là
à, chia làm hai người nè, rồi phải dập đá vô liền chứ để nó chết. Mới về đây mà nó ngoe ngoe rồi, nó hết rồi nè. Để chừng 15 phút là nó chết queo mất tiêu hết rồi. Từ dưới chỗ ăn mua về chỗ vừa làm thì đi chắc khoảng 5 phút. Phải xách về vô đá liền chứ không có dám đi lâu nữa. Ăn mua tôm sống không nha mọi người. Đừng hiểu lầm hồi nãy ông quay cái tôm chết, ông mua tôm chết nha. Rồi, chán thiệt chứ. Mua nhiều cái nghe nhiều cái chán quá mọi người ơi. Nếu mà có ai phàn nàn cái vụ mà sống này nữa, mai mốt anh nghĩ nhận cái vụ sống nè. À, nếu mà chấp nhận cho ăn mua, phải tin tưởng ăn đây, còn không tin tưởng thì thôi. À, cái này thì ăn nói chung vừa làm dịch vụ kiếm thêm, vừa cũng giúp mọi người có món ăn ngon thôi chứ không phải mà làm tầm bậy tầm bạ. Hôm qua ăn mua có 2 kg mà bị mang tiếng. Dẫn mọi người đi mua cá khoai nha. Cá khoai với cá chẽm rồi. Có dựa này bán cá chẽm mà Cà Mau. Cá Cà Mau để ăn ngon hơn cá chẽm nuôi. Rồi con cái là nó chết rồi nha. Với Cà Mau lên là nó chết rồi. Rồi. Cá chẽm nuôi thì cá sống nha mọi người. Cá khoai mọi người. Cơ hôm nay có con cá khoai nó rẻ lại mọi người, còn 80.000 thôi nha. Cá khoai mua vừa ý hết sức. Mua chỗ này nói chung là mối rồi. Mối mua tôm đất, hôm nay không có tôm đất, mua cá khoai luôn. À được ưu tiên, được giạc nữa đó. Rồi lụm con bự bự không. Ngon ghê không? 80.000 mọi người ơi. Nó rẻ bèo rồi đó, hôm qua mới mua 100.000 á. Mua 100.000 mua cho anh đó nhà hàng nữa. Nay rẻ vậy thấy ngại quá. Rồi phải đăng clip lên cho mọi người cho mới được. Rồi cá lóc bông là giá hồi nãy 85 chứ không phải 86 nha mọi người. Rồi làm xong đó nha. À, giá làm, giá chưa làm chứ. Lúc cân là giá chưa làm. Làm xong chắc là còn 3 kg mấy á. 4 kg làm còn 3 kg mấy nha. Cũng có vựa này hôm nay có đi mua cá chẽm thiên nhiên cho cô này nè. Cô này ở nhà mà cô không biết cá chẽm thiên nhiên hay cá chẽm sống. Là... Dạ. Em mua cá phai hả? Dạ. Em. Cái này em bán hay ai? 65 hả? Con này 2 kg không? Con này mấy ký? Để cho 3 con nè. 3 con. Có 60 đi. 60 được rồi. Mua không trả giá mua là chết. 3 con. Rồi, rất chơi. Rồi lấy lại 3 con cho cô. Cá chẽm thiên nhiên này nó ngon hơn cá chẽm nuôi nha mọi người. Cá thiên nhiên đó anh. À, cá nuôi thì ăn nó một là nó bở, hai là nó ngon còn hai là nó bị tanh. Còn cá thiên nhiên này ăn thịt nó dai mà nó không bị tanh nha. Rồi mọi người ăn thì cẩn thận những cái món nào mọi người, có món hôm nay là giá rẻ nha. Trời. Cân đại đi, nhiêu tính nhiêu cũng được nè anh. Nè có món trắng nè. Món trắng này là rất đẹp nha. Giá nó 85.000. Và cá mó đen hôm nay có hai loại nè, loại 70.000 và loại 65.000. 70.000 thì nó đẹp hơn chút. À, 65 bên kia kìa. À, vô giá lắm, nhiều size, nhiều giá, rồi nhiều cá mó lưới hay mó cào. Đây giữa có bóng đỏ, có bóng nhiều. Có bóng bao nhiêu? Bóng đỏ. Bóng 65. 65 kia 50 à. Bóng đỏ lớn 65. Bóng đỏ nhỏ 50. Cắt rồi giá riêng, nó có làm rồi luôn nha mọi người. Đây nè cái con cá mó nè mọi người, mó mới mua về nè, tươi lắm, tươi rất là tươi luôn nha. Cá mó này nó có như ông biết là 3-4 loại cá mó rồi, nhưng mà con mó đỏ nó mắc nhất, không biết cái thịt nó làm sao mà nó mắc nhất á. Rồi cá mó này kêu bằng cá mó trắng nè, mó trắng hoặc mó chấm đó, nó có chấm nè. Cái này kêu mó trắng, rồi cá mó nãy ông quay là cá mó đen. À, nhưng mà nó có hai loại, một cái là lưới, một cái là cào. Cá mó lưới nè mình ăn nó không bị hôi nha. Còn cá mó cào nó rẻ hơn nhưng mà ăn sẽ bị hôi. Mọi người để ý nha, nhưng mà cá mó cào là cái giải nó không có được láng gì đâu mọi người, nó sần lên hết à. Rồi nó bị chốc giải á. Bị chốc giải nó sần lên hết à, chứ nó không có láng như con cá mó này đâu. Cá mó này mới rẻ bữa nay hôm nay đó. Chứ hôm bữa khoảng cách đây 3 bữa là con cá này tới 100 mấy lần nè. Không có cá bán nữa. Đó. À.
cá mó này chắc khoảng 10 con, 17 con ký. À, về là chỉ được cá mó này làm được hai con món chiên à. Chiên là ngon nhất. Có người cũng kho nữa, nhưng mà ăn thấy là chiên ngon nhất à. Về chiên thường hoặc chiên tươi hoặc là chiên xả. Tùy theo mọi người, tùy theo ý thích. Nhưng mà mình chiên thường là mình chỉ là móc cái ruột ra thôi. Có người kỹ thì mình sẽ cắt được cắt cái gân này nè. Gân bị gì, gân chỗ này, cái gân này cứng lắm mình ăn không được, còn cái đầu nó là mềm lắm nha. Không cần bỏ đầu, không cần bỏ giải luôn nếu chiên á. Chiên là cái giải nó xù lên á, ngon lắm. Chiên xù á, chấm mắm me hoặc là chấm mắm chanh ớt gì thôi, quá cực kỳ. Mọi người đi mua mực nha. Đây bà tuột hàng mới vô. Mới vô nó chưa đánh. Chưa đánh mọi người ơi. Đánh là nó dảnh lên nè. Này nó bị quạt hết rồi. Đánh là ta chỉ bỏ muối thôi mọi người. Có chỗ thì người ta bỏ tẩy, có chỗ người ta chỉ bỏ muối là nó con bạch tuộc nó cứng lên nè. Nhưng mà khi người ta đánh ra rồi thì nó sẽ mắc hơn lúc mà chưa đánh nha. Vì con bạch tuộc này đánh ra là mắc ký dữ lắm. Nên ta sẽ nhân giá đó, người ta sẽ nhân lên. Ví dụ như mọi người mua lúc chưa đánh là 100 ngàn, thì khi đánh xong có thể người ta sẽ bán 120-130 ngàn. Còn đó ơi, làm ăn này ơi. Đây hả? Đây, bên đây có bời đánh rồi đây. À, nó dảnh luôn rồi, nó không có quạt như bên kia nha. Dạ, biết nhiều luôn. Cỡ nó ai? 120 hả? 101 hả? Sao bằng xà bát vậy hả? 101 mà ăn mua ăn lựa chắc nó điên lên 120 quá, 120-130 luôn chừng. Cái này là đang xà bạc lớn nhỏ tùm lum. Nhỏ. Ăn mua ăn lựa lớn vậy không mọi người? Nhỏ không mua, mua có 3 kg mà không phải lựa nữa. Kệ nhiêu. Mua cho nó ngon chứ để nó không có điều về thấy cũng kỳ. Lúc ở trong bờ về người ta sẽ cho mình lựa. Nhưng mà khi người ta ra để ra ngoài cái gỗ hay cái kết gì á, cái gỗ này ta bán thì ta không cho mình lựa đâu. Thì giờ lúc đó ta làm mặt rồi, có những con lớn ở trên mặt là người ta không có cho lựa. Ta bán xô xô vậy. Rồi đi lại hôm nay mua mực ống, mực lá rồi đây. Cái ống nhỏ nhỏ này nhiêu? Rồi rồi, nhỏ nhỏ mà 140 ngàn mọi người ơi. Ông vip này nhiêu lại lên nó lớn á? 2,5 nè hả? Đầu đứng đây xào quá rồi. À, ống là 250 mọi người, ống đẹp á, trong đó có giá rồi. Nay ông không mua lá nên không có hỏi giá. À, trời hôm nay thấy cũng vắng quá chứ. Hôm nay giờ này ăn đi rồi lúc 1 giờ mấy, gần 2 giờ rồi. Rồi bạn hàng thấy thưa thớt quá. Giờ ăn dẫn mọi người đi mua cá bạc má béo với cá ngừ nha. Dựa ăn cũng có nhưng mà hôm nay lái không có lên. Không lên cá ngừ. Rồi đi mua một má béo. Có má béo không gái ơi? Má béo có không em? Nè má xanh không hả? Rồi chết rồi. Ngon luôn. Người bò bán nhiều à? Bò bán nhiều gì ơi? Bò 75. Con này 2 kg không? Bớt không dạ? Hỏi bớt không? Nói không đi chứ ai hỏi gì đâu thầy ơi. Không bớt. Dạ không bớt anh. À ta hỏi bớt không mà thầy ơi là sao? Lấy con à em, bé, lấy con à. Rồi giá 75 ngàn mọi người ơi, cái người bò. Cái người bò là nó ngon hơn con cá người qua, người chù lắm. Nên ăn lựa cái người bò cho ta ăn không à. Mà con là càng lớn càng ngon nha. Này bán 2 kg không chị? Bán 2 kg rồi. Nhiều rồi, giá nhiều rồi. Sống này hả? Mắc dữ vậy ta? Mấy lần mua 80-90 đúng không? Mua trước 2 đồ nó hết rồi, mấy năm rồi nó không mắc rồi.
ký rồi. Tép tép này tép bò không à, bò tép chấu của nó đó, bữa nay lên giá 110.000 2 ký. Cái này là loại ít chết chứ không phải là gặt đi là sống, loại sống nó không nó còn mắc nữa. Tôi xìm em đi, có mà bỏ bịch luôn đi, bỏ bịch em dập đá đi, bỏ bịch dập đá cho nó tươi. Có mấy con chết về oxy về nó cũng không sợ, mấy con chết rồi nó bị thôi vô bịch luôn, rồi vô bịch không luôn, chọn cách cho hàng về tươi về tới nhà đi. Bô xì và mấy con chết đó, nó sợ nó sẽ bị hư cái là rồi hư cái nồi tép mình luôn. Đây là con tép chấu mọi người ơi, tép chấu, tép bò, tép gông là nó đó nha. Giá này nó 101 luôn á. Mà nó lộn lộn mấy con chết nè, con trắng trắng này ăn sợ nó về nó bị hư. Bây giờ khi mình lựa, mình về mình rửa, mình đâu để ý tới nó đâu. Sợ nó hư cái là hư cái nồi tép mình uổng lắm. Nên là bây giờ đang mua về là phải dập đá liền luôn. Chứ con này là đúng ra là bơm oxy. Bơm oxy về nhà nó cũng sống nhưng mà số nó cũng sẽ chết. À, con tép này nè, thì ăn nói chung giới thiệu cho những người chưa biết thôi, chưa biết ăn thôi. Còn mà nếu mà biết ăn rồi thì bỏ qua cho ăn nha, cái chỗ này nha. Này ăn cũng theo ý kiến của một anh khách hàng trên YouTube là mỗi khi mình mua món gì mình phải giới thiệu món ăn đó cho người ta xem. À, để nhiều khi người ta không biết làm sao rồi không biết nó ngon hay không. Tép này mọi người thì về là đơn giản hấp gói bánh tráng rất là ngon, hoặc là kho lá chanh đó mọi người. Lá chanh cũng ở Sài Gòn cũng kiếm cũng hơi khó, mấy chợ không biết có bán hay không. À, kho lá chanh là rồi ăn cái là ghiền luôn đó nha, ăn ghiền cũng kiếm ăn nữa đó. Nếu mình biết chế biến thì gọi cái đó món đó là rồi phải có trong cái thịt đơn của con tép rồi. Rồi thôi ăn chia sẻ chút xíu về con tép gông. Trời nãy đi mua tôm sú rồi, trời hôm nay phải quay lại cho chị này coi nữa mới được. Để thôi nói ăn mua tôm chết. Nãy hai người 7 kg. Hai người 7 kg mà tính sao khoảng 5 kg à, chết queo hết rồi. Trời ơi, mới dập đá thì chết queo hết rồi nè, còn sống là mới mua về thêm 3 kg nữa nè. Bỏ cho chị 5 kg. Hết queo luôn rồi. Trời, nó dập đá nhẹ cái đó mọi người. Dập nhẹ cái chết queo hết rồi. Một vài con bún rồi. Rồi để thôi nói ăn mua tôm chết thì cũng tội nghiệp ăn. Đây ăn mua là nói chung là hàng sống không à, ăn không có nhận mua hàng chết đâu. Giá của nó là 270.000, ăn với tủ lại nha. Đây ăn đi mua bán giết kìa, quên cái mặt hàng chủ lực của giữa của ăn luôn rồi. À, cái này hai mọi người ơi, cái này hai giá hôm nay nó là 60.000 nha. Cái này hai này nếu mà mọi người mua cái con lớn á, về mình có thể chiên xả được á, là nó không có xương lưng, nếu mà có nó cũng ít, hoặc là xương bự mình dễ lừa ra. Còn như cái nhỏ khoảng từ 6 lạng đổ lại 2 lạng là rồi, cá đó còn xương nhiều lắm nha. Nếu mình mua về mình chiên xả đừng có nên mua loại cá nhỏ, nên mua loại cá lớn, càng 1 kg đổ lên thì càng tốt. Cỡ đó là nó ăn nó không có xương nhỏ luôn á, nhưng mà cái hàng hiếm đó, hàng lớn đó ít hiếm lắm. Nhiều khi nó cũng một giá với con cá này thôi nhưng mà ít, vì cái hàng đó người ta ít xài lắm. Người ta thường xài là con cá 3-4 lạng tới 5-6 lạng, người ta về người ta nạo chả được cho nó dễ. Cái này thường là chỉ nạo chả với chiên xả thôi nha mọi người. Rồi thôi ăn giới thiệu sơ về rồi cái chả nữa. Chả ăn thì bán 185.000 cho giá lẻ nha, 180.000 cho giá sỉ. Tôm hùm mọi người ơi, loại 700. Giờ là nói giá luôn rồi chứ không có cần sai nữa. Mà nói chung sai nó là chuẩn là 4 con, hôm qua ăn là đi mua là 4 con á, 4 con hơn nữa. Là giá có 700.000 không? Mà thấy có một hai chỗ bán cho mình lựa vừa ý thôi. Trời ơi, còn mấy chỗ bán cho thấy quái quá. Lợi là muốn ăn thịt mình không. Rồi thôi anh tới giờ tôm hùm rồi, quay tôm hùm cho mọi người xem. À, xem giá cả tao nói giờ làm sao nha. Bên đây là khỏi cần trả giá luôn. Mua đây là khỏi cần trả giá luôn. À, mấy cái chỗ mua không cần trả giá vậy, mua lắm.
à vậy à, nhiều nói đại nhiều thì bớt 50 thì dù như tôm hùm thì bớt 10 ngàn thì cho vui thôi, chứ đừng có kêu 700 mà trả 600 là thôi thôi ở quá trời rồi. Trả rẻ không dám trả mà trả vậy thì bị hớ, kêu khách là thấy sợ lắm, bắt nó kỹ lắm, ăn mấy lũi lũi vô mấy chỗ đó mua chứ dễ vậy. Rồi thôi mình tới chợ chỗ tôm hùm rồi nha mọi người. Lựa cho em 4 con được, 4 con 700 được không? Đạp đỉnh nhỏ quá. Như 5 con bán 600 được không? Mua thêm mấy ký luôn. 5 con á hả? Ờ, 5 con bán 600 được không? Giá vốn chưa hơn cái đó. Giờ anh lựa cho em loại 4 con đi. Dạ, lựa em 4 con ký đi, lấy em 3 ký. Hôm nay mua bên nhà lòng ép không à, tại qua đây mua thấy rồi thôi em mua giùm luôn. Bên đây. Giờ 4 con mấy ký chứ? 3 ký. Ta cũng chấp nhận giá mà số con người ta. Em thì cũng vậy. Tại vì hôm nay con mình nó lên lại rồi. Em mới mua hôm qua của anh này chứ đâu. Mới mua hôm qua anh đây nè. 4 con về cân 4 con luôn. 4 con rồi giới thiệu với khách hàng này ta ăn lên đó 7-8 ký rồi. Mà có mấy ký nhỏ, mấy ký người ta đòi 600 ngàn thôi. À, cái loại 2 con nói này nhiêu anh? 7,5 nè. 2 con 7,5 hả? 2-3 con nha. 2-3 con. Rồi ok. 4 lần mấy nha. Dạ. Chứ nó không được 5 bạn. Dạ. Rồi 2 con mấy á mọi người, 2 con mấy 3 con là 750 thôi. Con này 3 con thì 700. Sao ta? Mắc hơn có 50 mà nó bự hơn hả? Mua này hơi bị khó quá. Vì chào giá anh rất nhiều có 700. Rồi thì anh cũng thôi thấy nó 4 con mà nó 700. Mà 2 con mấy 3 con nó 750 thôi, quyết định anh mua cho anh này cái loại 750 luôn đi. Cho nó lớn một chút. Hai con mấy 3 con mọi người. Rồi mẹ em lớn lớn nè. Lớn đi về cho cho người ta khỏi phàn nàn. Lớn không em. Lớn nhiều khi nó có 2 con nữa. Đại đi. Lớn càng tốt. Ta kêu mua loại 700 nè mà tại em thôi thấy mắc hơn có 50 mà thôi mua đại loại này cho người ta đi. 50 mà nó ngon. 50 mà nó ngon lớn. Không biết ta về có chia con không nữa nè. Về sáng bị lam sầm nữa nè. Cũng tài khôn tài giỏi nè, kêu mua nhiêu rồi mua đại đi không chịu. Rồi giá 750 loại 2 con mấy á mọi người. Rồi loại 4 con là 700 nha. Loại 5 con 600 không bán rồi, anh phải đi ngược về nhà đồng ép nữa. Anh mua nó chấp nhận đi mua thì phải tìm cái loại mà ngon nhất mà giá rẻ nhất mới được. Đây con tôm hùm có ăn hôm nay mọi người ơi. Đây, 1 ký ăn ký 2 con mấy rồi nha. Mua 3 ký mua 3 ký mốt. 3 ký mốt còn có 3 ký mốt còn có 3 ký lẻ 20. Mất hết mẹ 80 g mà. Anh này anh kêu mua cái loại 700 mà ăn quất luôn. Đã thấy cái này 700 thôi mua cái này 700 loại 4 con thôi mua cái này 750. 2 con mấy này cho ngon. Ăn thịt nó dai hơn. Trời ơi, ghê không? Anh quyết định cho anh này luôn, bỏ thêm 50 nữa để ăn tôm hùm lớn đi. Về có gì tính sao? Rồi, thôi nha mọi người. Giờ anh dẫn mọi người đi mua tôm hùm loại 5 con nữa, loại 600 ngàn nữa. Hoàn thành xong nhiệm vụ 3 ký tôm hùm lớn, loại 700 ngàn. Và tự quyết định luôn, mua 750 luôn. Vì nó chênh lệch quá lớn. Chênh lệch tiền rồi chênh lược, chênh lệch cái số con đó mọi người. Thôi kệ đi, mua cho anh này thử ra anh ăn coi vừa ý hay không. Không vừa ý thì mai mốt mình đổi chiến thần. Ai dặn nhiều mua nhiều. Giáo tài coi mày giỏi nữa. Tại em thấy ngon quá, bỏ thêm có 50 ngàn à. Ăn tôm hùm lớn cho nó ngon. Giờ anh dẫn mọi người đi mua tôm hùm nhỏ nha. Loại 600 ngàn á, loại 5-6 con 1 ký á. Rồi hôm nay em đi mua tôm hùm nhỏ mà không phải đổi chiến thần mọi người ơi. Phải đi từ trong chợ đi ra mới được. Đi từ ngoài chợ đi vô thì dính bản quyền của bàn tân hoài à. Không phải mấy cái đoạn clip không phải cắt bỏ cái khúc tôm hùm. Thế thôi nó bị nó không có tiền, không có quảng cáo. Giờ dẫn mọi người đi nha.
chỉ có cái dựa này bán nói chung là giá ăn thấy được nhất mọi người. Cái tôm hùm nhỏ nha. Trong nhà lồng ép thì có hai dựa, một dựa cuối nhà lồng ép, dựa Tâm Ngân có bán tôm hùm và dựa Cúc Yến này thôi. Mà dựa Tâm Ngân bán mới hỏi giá sao thấy nó cao quá. Cao thôi nha chứ ăn không ám chỉ cái chuyện gì hết nha. Rồi ăn quay tới đây thôi mọi người. Bốn năm con nay nhiêu vậy? 4-5 con kìa, nào 4-5 con. Giá nhiêu? Nay không dám quay nữa, quay bị dính quản quyền rồi. Đóng hàng của anh gửi vô tôm hùm. Anh này ở Tây Ninh, ở Bình Dương nhưng mà mua về Tây Ninh đặng gửi cho bên vợ ăn để cho biết. Ông mua cái loại này loại 600 ngàn cho anh nè, loại 5 con ký. Thì anh đi đường xa nên là cách này là cách bảo quản tốt nhất. Là sống mà mình ốp đá luôn, mình dập đá luôn. Đựng con nữa không? Đựng con nữa là để hai để con nó đi. Ừ, lớp đá lớp trên là nó nhiều đá lên. Đó. Nãy quay ngang là ok rồi. Cái này chưa có kỹ thuật rồi. Về tôm hùm đẹp luôn nha. Vậy nè anh sẽ dập đá. Đá lên lớp thiệt là nhiều. Anh về tới nhà là nó giữ độ tươi, độ ngon của nó. Bự thấy bự vậy đó chứ 5 con ký lận á. Bởi vậy họ mua lậm vụ này nè. Bởi vậy mua về nhỏ quá trời nhỏ. Rồi, này cách đóng hối của anh về Tây Ninh. Nay về nhận về Tây Ninh luôn mọi người ơi. Nhưng mà phải điều kiện. Anh bây giờ là anh không nhận hàng oxy, hàng sống nữa. Cái đó về phiền quá. Hôm qua anh mới mua cái chim sống mọi người. Chim sống 170 ngàn một ký. Đóng gửi về cho bạn ơi. Chở về từ đây qua bên Phú Nhuận. Cũng không có xa. Phú Nhuận với Gò Vấp không có xa. Mà về cái chim trắng nó yếu, nó bị chết hết trơn. Mình cũng thấy ngại. Với lại mai mốt ăn không có nhận mua ốc hương nữa nha. Mọi người mua ốc hương thì đặt ăn không có nhận. Ốc hương nó yếu quá. Về tới nhà nó bị chết. Cái mặt hàng đó thì ăn không có bảo đảm. Nên ăn giờ không có, nói chung hàng sống là ăn nhận ít rồi. Cái món nào ăn nhận được sẽ nhận. Còn không được thì thôi ăn không có nhận nha. Mọi người cứ nhắn nếu mà ăn nhận được thì ăn sẽ nhận. Còn hay thôi. Cái mức độ gửi go nó nhiều quá nên đâu có nhận. Như các loại tôm sú đồ đó, thì ăn mua sống về ăn dập như tôm hùm nè. Mua sống về dập thì ăn chịu chứ nhiều khi về tới nhà nó chết cái mất công. Ăn đây ăn đi mua lấy tiền công chứ không ăn lời mấy người của mọi người. Lộn. Không ăn lời của mọi người mà khi bị mất công mang tiếng. Thôi, ăn lời đâu có nhiều đâu đó mà mất công mang tiếng. Công việc của anh giờ này là đã hoàn thành. Anh cũng xin cảm ơn tất cả bà con, cô bác, anh chị và các bạn đã dành chút thời gian theo dõi cái video clip của anh. Anh ra ngoài chợ thì làm lu bu quá, không có đoạn mở đầu với đoạn kết thúc ở ngoài chợ thì nó hay hơn. Này về nhà anh làm thì nó không có tiếng ồn ào ngoài chợ. Nhiều khi trong clip nó có những chỗ mà máy chạy oxy á, nhiều khi nói chuyện mọi người không có nghe. Nhưng mà cái đó là cái âm thanh gọi là mặc định của chợ Bình Điền này. Bởi mốt anh phải sắm cái máy quay, cái micro mới được. Đầu tư vô cho cái video nó đẹp đẹp một chút. Nói vậy thôi chứ không biết chừng nào mua mọi người. Nào mua hay. Rồi thôi, không biết cái chú bích gì được cho mọi người hay không. Cái mặt hàng thì nói chung có món rẻ, có món mắc. Nhưng mà anh cố gắng cho mọi người tới đó thôi. Anh đã cố gắng hết sức mình. Rồi, nếu mọi người có cần gì tới anh thì cứ nhắn tin đi. Thường thì nhắn tin đi. Anh không khuyến cáo alo. Alo phải có giờ. Giờ của anh thì trước 10 giờ sáng và sau 7 giờ tối. Cũng như là anh thức từ 7 giờ tối tới 10 giờ sáng á. Anh giờ, nói chung giờ chợ Bình Điền là nó nghịch giờ với mọi người. Rồi, anh tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nha.